Huấn luyện viên Chu Xie đã gây bất ngờ lớn khi chốt danh sách cuối cùng của U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2024. Nhà cầm quân người Pháp loại một số gương mặt đã vô địch U23 Đông Nam Á 2023 để giữ lại những học trò đã làm việc với mình trong những năm qua. Nói về sự chuẩn bị cũng như danh sách của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Chu Xie cho biết, chúng tôi chuẩn bị cho giải đấu này ngay từ ngày 1 tháng 3 năm nay. Từ thời điểm đó, tôi đã tập trung làm việc với khoảng 70 cầu thủ. U23 Việt Nam đã trải qua nhiều giải đấu như giải Doha Cup SEA Games, đợt tập trung FIFA Day tháng 6 và giờ là đợt tập trung FIFA Day tháng 9. Ngoài ra, một số cầu thủ U23 cũng được đôn lên sử dụng hồi tháng 6 cùng đội tuyển Việt Nam và hiện tại là vòng loại U23 châu Á tháng 9. Do đó, không thể nói U23 Việt Nam mới chỉ có một tuần chuẩn bị. Tôi và nhóm cầu thủ này đã làm việc với nhau được 5 năm từ 2018, khi các cầu thủ mới chỉ 17, 18 tuổi. Họ đã thấm nhuần yêu cầu mà tôi đưa ra. Đó là lợi thế rất lớn đối với chúng tôi. Ngoài vòng loại U23 châu Á 2023, U23 Việt Nam cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 19, đội bóng do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Do đó, một số gương mặt không dự vòng loại U23 châu Á 2024 cũng nằm trong tính toán của ông Chu Xie. Trên thực tế, ở bảng đấu có sự góp mặt của U23 Guam, U23 Yemen và U23 Singapore, U23 Việt Nam được đánh giá mạnh nhất. Không những vậy, thầy trò ông Chu Xie còn có lợi thế sân nhà. Vì vậy, nếu chơi đúng khả năng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành ngôi nhất bảng. Đối thủ của U23 Việt Nam ở trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2023 là U23 Guam được đánh giá yếu nhất bảng. Bên cạnh đó, đây mới là lần đầu tranh tài ở đấu trường châu Á nên kinh nghiệm là điều đội bóng này còn thiếu. Mặc dù vậy, chia sẻ với truyền thông, ông Chu Xie tỏ ra khá thận trọng. Ông cho biết, U23 Việt Nam được đánh giá mạnh nhất bảng, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Thực tế trên sân, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng loại và toàn đội đang nóng lòng hướng đến trận đấu với U23 Guam. Bên phía U23 Guam, ông Dominic Gania cho biết, đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự đấu trường U23 châu Á. Tôi không quan tâm kết quả mà hướng tới xây dựng nền tảng cho tương lai. Tôi đã nghiên cứu nhiều nhất có thể, tối đa các trận đấu mà chúng tôi sở hữu băng hình về U23 Việt Nam. Họ rất thành công trong thời gian qua, vì thế tôi tôn trọng U23 Việt Nam. Về phía đội chúng tôi có những cầu thủ từ Mỹ, đây là cơ hội để họ thể hiện năng lực của mình. Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Guam tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 9.